đám đông đổ về dinh thự tổng thống Sri Lanka sau khi ông bỏ trốn. Người dân địa phương Sri Lanka tiếp tục đổ xô vào chiếm dinh thự chính thức của tổng thống Gotabaya Rajapaksa vào ngày thứ Tư 13 tháng 7 sau khi ông rời khỏi đất nước đến Maldives. Cuộc chạy trốn diễn ra vài giờ trước khi ông từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng và việc xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế quốc gia. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày ở Sri Lanka trong nhiều tháng, với việc quốc gia này về cơ bản phá sản và không còn dự trữ ngoại tệ cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu. Giá thực phẩm và thuốc men đã tăng vọt, việc cắt điện đã trở thành bình thường và các phương tiện giao thông công cộng thường bị gián đoạn vì thiếu nhiên liệu. Lực lượng không quân cho biết trong một tuyên bố là Rajapaksa, vợ và hai nghệ sĩ đã về sân bay quốc tế chính gần Colombo trên một máy bay của không quân Sri Lanka. Một thợ mộc 49 tuổi là Mahinda Subbasinghe cho biết, ý kiến của cả nước là tổng thống phải bước sang bên, đó là sự mong đợi của tất cả mọi người. Chuyến bay của tổng thống sẽ chấm dứt sự cai trị của gia tộc Rajapaksa hùng mạnh đã thống trị chính trị ở quốc gia Nam Á trong hai thập kỷ qua.